Hello, xin chào tất cả mọi người. Em Tuấn HD lại giới thiệu đến các bác một chiếc xe đạp thể thao trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều nay thì em có lên sóng để giới thiệu đến các bác một mẫu xe Touring, là một chiếc xe thể thao dòng tay lái ngang đến từ thương hiệu Gian của Đài Loan các bác nhé. Một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng trên thế giới. Gian là một thương hiệu mạnh nhất hiện nay rồi. Chiếc xe là xe chính hãng được em xách tay từ bên Japan, tức là bên Nhật Bản về, hàng đấu giá các bác nhé. Hình thức rất mới luôn. Chiếc này khung sườn của nó là khung sườn carbon các bác nhé, carbon vân đá luôn. Các bác nhìn trên cái phần khung của nó này, nó thể hiện những cái vân carbon nó lộ ra rất đẹp luôn. Dòng này là dòng Gian TCR các bác nhé. Màu sắc chủ đạo con này nó là màu đen và phối những chi tiết màu đỏ và màu trắng. Gian TCR. Con này nguyên bản của nó là một chiếc xe đua, thế nhưng mà chủ người ta đã cá nhân hóa bằng cách là thay cái dòng tay lái cong bằng tay lái ngang. Nên là chiếc này có cái cấu hình rất là ngon luôn các bác nhé. Cấu hình của một chiếc xe đua luôn. Và riêng cái trọng lượng của cái dòng Gian TCR này nó rất là nhẹ các bạn. Nó chỉ hơn 7kg một chút thôi. Gian TCR nó là một cái dòng xe carbon rất có trọng lượng rất là nhẹ. Con này độ mới còn rất là cao các bác nhé. Độ mới rất cao. Trang bị cấu hình là 2 đĩa và 10 líp ạ. 2 đĩa 10 líp. Size theo nhà sản xuất thì nó là size M các bác nhé. Size M thì sẽ phù hợp cho các bác có chiều cao khoảng từ 1m67-68 trở lên. Con này ngang của nó là khoảng 53. Sẽ đo thực tế để cho các bác xem nhé. Đây, ngang nó phải 54. Ngang là 54. Và giống đứng đo từ khóa cốt yên xuống nó là 48 các bác nhé. Ngang 54 đứng 48. Phù hợp cho các bác có chiều cao khoảng từ 1m67 trở lên. Các bác từ 1m67 trở lên các bác đi mẫu này là ok. Cấu hình cứ ngon luôn ạ. Cái bánh của con này nó đang chạy cả bánh của Zanco. Zanco nó là một cái thương hiệu mà chuyên gia công cả cho cái dòng BNC đấy. Những cái bánh của BNC nó cũng là bánh của Zanco các bác nhá. Cái bánh này thì nó có cái bản cũng khá là cao này. Cái bánh này có cái bản cao là hơn 3 phân rưỡi các bác nhá. Bánh cao 3 phân rưỡi. Nên là tổng thể chiếc xe nhìn nó có cái cả bánh nó cao nên nhìn trông cái xe nó cũng khỏe hơn rất là nhiều. Nhìn nó rất là khỏe khoắn. Con này thì cái phần cốt yên của nó cũng là carbon luôn. Cốt yên carbon của Gian các bác nhá. Yên cũng là yên Gian. Ghi đông vô tăng là ghi đông vô tăng Gian. Đấy. Cấu hình 2 đĩa 10 líp. Cấu hình cực ngon luôn. Chấp hết tất cả các thể loại xe tay ngang các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết về hình thức của chiếc xe này để cho các bác cùng tham khảo các bác nhé. Đầu tiên là phần đầu xe thì sẽ là ghi đông vô tăng nhôm của Gian này. Đều là của Gian các bác nhé. Ghi đông vô tăng thì còn rất là mới. Tem của hãng vẫn còn ở trên này luôn. Tay nắm là tay nắm của Token. Cũng là một thương hiệu của Đài Loan, cũng rất là nổi tiếng. Token là một thương hiệu chuyên sản xuất đồ chơi và phụ kiện xe đạp cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. Tay cao su còn rất là mới luôn các bác nhé. Tay phanh Techo, tay phanh bên phải Techo. Tay bấm là Shimano Tiara 10 speed, đấy tức là điều khiển 10 líp. Còn bên này là tay phanh Techo kèm theo tay bấm Shimano Tiara Double, tức là điều khiển 2 tầng đĩa phía trước. Đây là phần tay nắm cao su bên trái các bác nhé, cũng là tay của Token. Cực kỳ là xịn sò rồi. Đầu xe là logo của Gian này. Đấy, dây dợ các thứ cũng là dây zin của Shimano. Đấy, đầu xe logo Gian các bác nhé. Phần đầu xe thì nó có những cái vết này là kia, này là kia. Cái miếng dán để chống cái dây này nó cọ sát với phần sườn. Đấy, cụm phanh trước, cụm phanh của SRAM Apex. SRAM Apex là một thương hiệu những cái bộ group set rất là nổi tiếng của Mỹ. Group set SRAM. Đấy, cụm phanh trước bằng nhôm màu đen các bác nhé. Còn rất là mới luôn. Đấy, má phanh các bác nhìn kiểm tra này. Má phanh còn rất đẹp. Đó là cụm phanh trước, cụm phanh ngàm. Bánh trước bánh của Zanco các bác nhé. Bánh Zanco bản cao 3 phân rưỡi. Lốp là lốp Kenda. Lốp Kenda lốp còn rất là ngon luôn các bác nhé. Lốp này các bác sử dụng còn được rất là lâu. Đây là càng phía trước càng carbon này. Con này full đồ là full sườn là carbon hết.
càng trước rồi thì cọc yên và khung sườn đều là carbon. Đấy, càng trước đây các bác nhé, cực mới luôn. Các bác ở trên màn hình thì không biết các bác có nhìn rõ cái vân không, nhưng mà em thực tế em nhìn, em nhìn những cái vân carbon nó lộ lên. Đấy, những cái vân bên trong này. Đấy, em zoom kỹ cho các bác xem coi nhé. Sườn này thì màu đen, phối những cái đường sọc màu đỏ trắng. Đấy, bằng dòng chữ gian ở đây. Đùm tức là phần mayer trước bằng nhôm, bằng nhôm trắng. Và căm của chiếc này, căm của cả bánh thì là căm lốc. Quay với cái phần càng bên này cho các bác xem nhá. Đấy, khung sườn đây, những cái miếng dán bảo vệ, các bác mà để thì nó đỡ bị xước cái phần sườn này, còn các bác không thích thì các bác có thể bóc ra. Dây đều là dây Shimano. Phần càng trước đây các bác nhá, càng này chỗ này nó có bị xước một xíu này, các bác nhìn này. Đấy, nó có bị chảy nhẹ một chút ở chỗ này bằng cái đầu đũa đấy. Quay thì em cũng cố gắng quay chi tiết, chỗ nào xấu đẹp chỗ nào thì em cũng bảo các bác luôn. Càng trước các bác nhá, càng bên trái. Đấy, tem của cửa hàng bên Nhật này, ti bật của cặp bánh. Cái lốp thì đang sử dụng lốp là 726 các bác nhá, lốp 726. Càng trước thì nó chỉ bị xước một chút ở đây thôi. Đấy, quay rõ ràng để cho các bác cùng biết các bác nhá. Đây là gióng ngang. Gióng ngang thì có dòng chữ TCR Composite và các bác có thể nhìn thấy những cái họa tiết vân carbon ở bên trong. Đấy, carbon nó là những cái tấm carbon được ghép vào với nhau, dệt như thế này. Và đây là gióng ngang này. Đây là tem của cửa hàng bên Nhật. Cốt yên carbon các bác nhé, cốt yên cổ gian. Cốt yên thì những cái chỗ phần bắt vào gọng yên thì nó cũng đều là có những cái họa tiết cách điệu màu đỏ giống như màu sườn xe. Yên gian màu đỏ trắng. Yên chỗ này thì nó có bị bẩn một chút thôi chứ không bị rách, sờn rách gì hết. Yên thì nguyên lành các bác nhé, không có bị sờn rách. Gióng đứng này, gióng đứng có dòng chữ TCR này. Và gióng đứng thì chỗ này nó có khuyết vào một chút như này. Nó làm tăng cái tính gọi là khí động học. Theo các ngôn ngữ của chuyên gia thì là như vậy. Nó khuyết vào đây. Thứ nhất là nó tăng cái tính thẩm mỹ, khí động học gì đó. Và thứ hai là nó sẽ làm ngắn cái trục cơ sở của chiếc xe này lại. Các xe nó càng ngắn thì nó chạy nó càng ổn định, nó không bị lắc. Đấy, sườn carbon các bác nhé, sườn carbon của TCR này. Đây là gióng chéo có dòng chữ gian. Tất cả những cái chữ này là đều là sơn trực tiếp lên khung sườn luôn. Đấy, quay chi tiết rõ ràng các bác nhé. Điểm nào ở đâu thì em cũng quay rõ ràng, em chỉ ra cho các bác để các bác xem. Xấu xước chỗ nào là các bác nắm được luôn. Đây là phần càng phía sau các bác nhé, phía sau bên phải ạ. Đấy, càng thì cũng không bị chảy một chút nào luôn. Phía đằng này thì nó có dòng chữ là gian Composite Technology, tức là cái công nghệ carbon composite của gian, công nghệ độc quyền rồi. Những cái dòng gian TCR thì trước này nó vẫn là cái chất liệu gọi là carbon composite ấy, tức là carbon. Bánh sau thì cũng đồng bộ như bánh trước các bác nhé, cũng là cái bánh của Janco. Lốp thì cũng là lốp 726 này, lốp còn rất mới. Cụm phanh sau cũng cụm phanh của SRAM, cụm phanh màu đen, đẹp keng không chảy một chút nào. Em sẽ đi vào cái cơ cấu chuyển động các bác nhé. Cơ cấu chuyển động con này thì nó đang được trang bị là đùi đĩa, tức là phần giò dĩa của SRAM, cũng giống như là cái cụm phanh ấy. Giò dĩa SRAM này, đĩa 50-34, đĩa lớn là 50 và đĩa nhỏ là 34 răng các bác nhé. Đĩa lớn đĩa nhỏ thì răng còn rất là đẹp luôn. Đấy, thông số đây, 110 BCD là 110, sử dụng 5 chấu trục rỗng, trục cốt rỗng ạ. Con này sườn phía càng phía sau này cũng đẹp này, quá đẹp luôn. Đùi thì không chảy một chút nào luôn. Và cũng được trang bị luôn một đôi pedal, cũng là đến từ thương hiệu Gian. Đấy, pedal của Gian luôn. Quá là ngon rồi. Cùi đè sau là cùi đè của Shimano Ultegra. Cùi đè này sẽ điều khiển 10 tầng lip phía sau. Đấy, xích lip các thứ vẫn còn sáng, rất là sáng đẹp. Lip SRAM này các bác này. Đấy, lip 10 của SRAM. Xích lip rất sáng. Mayer sau là mayer nhôm, nhôm trắng này. Cam lốc.
cái bánh nhìn 3,5 phân lắp vào xe nhìn trông cái xe nó khỏe hẳn. Cái thứ hai nữa là cái kiểu dáng thiết kế của cái dòng gian này, nó thiết kế cái khung này nó rất là bự. Đấy, cái bản này nó rất là bự nên là nhìn cái xe nó rất là khỏe các bác nhá. Nó to theo cái chiều này nhưng mà nó lại dẹp theo cái chiều này để tăng cái tính gọi là tính khí động học của chiếc xe. Đấy, gạt đĩa rồi đĩa Shimano Tiara này cũng rất là mới. Quay thử một vòng để cho các bác xem về cái hoạt động của chiếc xe các bác nhá. Đấy, bánh quay rất trớn. Tiếng thì là nhẹ nhàng chứ không có cối nổ đâu các bác nhá. Con này nó không phải là cối nổ đâu. Quay thì rất là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ em sẽ quay về cái mặt bên này thì các bác nhá, mặt bên trái của chiếc xe này. Tay bấm là tay bấm 4600 Japan. Tất cả chi tiết đều còn rất là mới các bác nhé, không có bị rỉ sét, không bị xước sát gì hết, không bị rỉ sét. Đây là phần sườn xe này các bác nhỉ, sườn xe bên trái này, dòng chữ gian TCR Composite. Đây là gióng chéo ạ, các bác nhìn ánh nắng nó chiếu vào nó phản chiếu cái độ bóng của chiếc xe nó rất là đẹp. Size M các bác nhá, size M từ chiều cao từ 1m67-68 trở lên thì các bác mới đi được. Đùi bên trái cũng là đùi SRAM Apex. Cái phần đùi này cái thông số của nó là chiều dài 170 các bác nhé. À xin lỗi các bác, cái thông số của nó là 172,5. Đấy, chiều dài đùi là 172,5. Cái thông số nó sẽ phù hợp với cái phần khung sườn, bởi vì là những cái chiếc xe sườn mà nó lớn một chút đấy thì cái phần giò dĩa này nó phải dài hơn, nó phù hợp với từng chiều cao từng người. Dưới gầm xe là có số khung các bác nhé, số khung ở dưới đây. Đấy, đĩa liếc các thứ bác nhìn này. Đĩa là còn đẹp này, sáng choang. Số khung này, cái số khung này là cái tem mà nó sẽ được sơn trực tiếp lên trên phần khung sườn các bác nhé. Tem này là không phải tem bóc nên là các bác không thể bóc ra được. Đấy, những chi tiết này, các bác nhìn những họa tiết vân carbon nó lộ ra cực đẹp luôn. Bên sau, đằng sau cái lớp sơn bóng này là một cái những cái tấm carbon ở bên trong. Gióng đứng cũng vậy các bác nhá. Những cái phần mà tiếp giáp giữa ba cái cạnh này này, ba bốn cạnh này này, là những chỗ này nó được gia cường thêm rất nhiều carbon. Những chỗ này, đây đây các bác nhìn những cái tấm carbon nó đan xen với nhau ở những cái phần tiếp giáp này, nó gia cường những cái chỗ điểm điểm chịu lực nhiều, nó sẽ gia cường thêm rất là nhiều nên các bác có thể nhìn thấy những cái tấm carbon bên trong này. Đấy, sau cái lớp sơn bóng thì là những cái tấm carbon bên trong nó đan xen vào với nhau như này. Đấy, sườn nó lộ vân là cực đẹp luôn, các bác nhìn nữa, cái phần carbon bên trong nó cực đẹp, nước sơn rất bóng đẹp, màu sắc cũng rất là tươi, chữ màu da màu đỏ rất là tươi. Gióng đứng đây, và đây là cái phần càng sau phía bên trái ạ, dòng chữ da TCR này. Đấy, thì bật sau may ơ vành bánh các thứ đều còn rất là mới các bác nhé, độ mới rất là cao, chiếc này độ mới rất là cao. Cốt yên đây ạ, cốt yên theo xe, cốt yên của gian bằng carbon, yên xe đẹp không chảy các bác nhé. Đấy, các bác nào mà phù hợp chiều cao cũng như là yêu thích cái dòng xe touring chất liệu carbon rất là nhẹ để có thể đạp thể dục thể thao. Chiếc này thì cấu hình nó là tương đương với những chiếc hình chiếc xe đua rồi, cấu hình nó rất là cao nên các bác chạy đạp thoải mái các bác nhé. Bây giờ thì và tầm giá của này thì nó chỉ trên 20 triệu một chút thôi. Các bác nào mà quan tâm trực tiếp à, quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại của em Tuấn là 0888 391 992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, và mặt hàng xe đạp thì em đã quay chi tiết rồi. Các bác ở xa mua hàng thì em sẽ có thể là bổ sung thêm hình ảnh qua Zalo cho các bác. Các bác cần thắc mắc về cái điểm nào trên chiếc xe hoặc là tư vấn về sai số hay là gì thì các bác cứ gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn qua Zalo cho em các bác nhé. Đấy, cứ gọi tí cho em để em tư vấn thêm cho. Xe đạp thì em bao vận chuyển miễn phí toàn quốc, các bác từ Bắc vào Nam em bao miễn phí vận chuyển. Các bác nhận hàng kiểm tra ok rồi mới phải thanh toán ạ. Và video ngày hôm nay về chiếc gian TCR, một chiếc gian carbon tay ngang
của em thì cũng xin phép được kết thúc, và em xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bác ở những video về những chiếc xe đạp lần sau, ở trong những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người.